Brazil vừa đánh bại Argentina 2-0 trong trận đấu siêu kinh điển Nam Mỹ tại bán kết Copa America, qua đó giúp Seleção tiến đến trận đấu cuối cùng của giải đấu. Bằng lối chơi thực dụng, Brazil bước vào trận đấu cuối cùng của giải đấu với thành tích giữ sạch lưới. Thậm chí, hai cầu của Seleção cũng không có những tố nào thật sự quá nổi bật, ngoại trừ phát hiện mới nhất của kỳ Copa này đó chính là Everton. Không chỉ ở Copa, các trận đấu giao hữu trước giải đấu cũng nói tiếp chủ trận giữ sạch lưới. Tính hiện tại, Brazil đã có 7 trận gần nhất chưa đánh lưới bằng nào. Lần gần nhất thủ thành Alisson phải vào lưới nhặt bóng trong áo của Seleção đã cách đây 3 tháng. Bên kia chiến tuyến, Peru đã tạo nên điều thần kỳ khi lần lượt vượt qua Uruguay và Peru. Những trận thắng tại vòng đấu loại trực tiếp giúp Los Incas hiên ngang bước vào trận chung kết. Brazil trở nên đối thủ khó bị đánh bại nhất tại giải. Trong hai trận tại vòng knockout, Peru không để thủng lưới bằng nào, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chile ngay ở vòng bán kết. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Ricardo Gareca trở thành huấn luyện viên người Argentina thứ 3 liên tiếp vô địch Copa. Hai huấn luyện viên giúp cho Chile hai lần lên ngôi đều là người Argentina, đó chính là Jorge Sampaoli và huấn luyện viên Juan Antonio Pizzi. Trước khi hai đội gặp nhau ở trận đấu đáng chú ý nhất của mùa hè này, Brazil từng thắng Peru 5-0 tại vòng bảng. Đó chính là trận đấu có tỷ số đậm nhất Copa America 2019. Nhưng việc Peru có mặt ở trận chung kết khiến cho cục diện của trận đấu có đôi chút thay đổi. Brazil chắc chắn sẽ phải có phương án đề phòng đối thủ khi giờ đây Seleção của năm 2019 đã để bóng chơi rất thực dụng. Tỷ lệ từ nhà cái sẽ là Brazil chấp một trái 1/4. Nhiều người tin rằng Brazil sẽ là nhà vua mới của bóng đá Nam Mỹ và đội ngũ chuyên gia về kèo cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, sự lựa chọn ở trận chung kết sẽ là chủ nhà Brazil.